Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới của STV. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chúng tôi trong chương trình Chào Ngày Mới hàng ngày. Và những nội dung đáng chú ý nào sẽ có trong 15 phút của chương trình sáng nay. Quý vị xin đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây. Và tôi là Quốc Hưng, người sẽ cùng đồng hành với quý vị trong chương trình sáng nay. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng một tháng. Mức đóng bảo hiểm y tế của hộ gia đình cũng tăng lên đáng kể. Cụ thể như sau, Người thứ nhất là 81.000 đồng một tháng, người thứ hai 56.700 đồng một tháng, người thứ ba 48.600 đồng một tháng và người thứ tư là 40.500 đồng một tháng. Người thứ năm trở đi là 32.400 đồng một tháng. Hiện nay, chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tức là 223.500 đồng thì người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán 100% chi phí. Như vậy, khi lương cơ sở tăng lên, mức chi phí cho một lần khám bệnh nêu trên sẽ thay đổi thành 270.000 đồng. Nếu chi phí cho một lần khám chữa bệnh của người bệnh thấp hơn 270.000 đồng, thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí. Những năm gần đây, công tác phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Sơ La đã có nhiều chuyển biến thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào thị trường bất động sản, có phần tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang hiện đại. Đến nay, toàn tỉnh có 14 dự án nhà ở thương mại đã có chủ đầu tư, trong đó 4 dự án đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, toàn bộ và một phần nhà ở xây thô. Hiện nay, tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo các nguồn lực tăng cường thu đầu tư, tập trung triển khai các dự án bất động sản đảm bảo theo chương trình kế hoạch phát triển nhà ở và các quy định của pháp luật phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, có phần thu hút các nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật, tạo nguồn cung sản phẩm bất động sản với nhiều phân khúc khác nhau đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế của tỉnh. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng truyền thống cũng như mua sắm hiện đại của người dân, những năm qua hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển đáng kể. Hiện nay toàn tỉnh có 84 chợ truyền thống đang hoạt động, trong đó có 8 chợ do doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý công tác đầu tư cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng từng bước được đổi mới, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm soát ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ được quan tâm. Hiện nay một số chợ trên địa bàn tỉnh đã được triển khai áp dụng mô hình chợ 4.0 hỗ trợ tiểu thương và khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển nạp tiền, rút tiền và mua bán trực tuyến thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người dân. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, mức sống của người dân được nâng lên, nhu cầu mua sắm tại các loại hình bán lẻ hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn ngày càng tăng. Đến nay, toàn tỉnh có một trung tâm thương mại, bốn siêu thị tổng hợp, cùng các chuỗi cửa hàng siêu thị chuyên doanh, cùng hàng nghìn các đại lý cửa hàng bán buôn bán lẻ trải rộng tại 12 huyện thành phố, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh. trong những năm gần đây tỉnh sơn la đã đưa ra nhiều chính sách và giải pháp để hỗ trợ đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử các hợp tác xã hộ nông dân đã tận dụng mạng xã hội sàn thương mại điện tử để quảng bá tiêu thụ hàng hóa nông sản đảm bảo chất lượng an toàn mẫu mã đẹp đáp ứng tốt thị hiếu của người tiêu dùng ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến với thị trường trong và ngoài nước các chương trình live stream chương trình bán hàng online kết nối qua zalo facebook đẩy mạnh ứng dụng và phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các sàn thương mại điện tử lớn có uy tín trong và ngoài nước như Sen đỏ, Shopee, Lazada, Alibaba đảm bảo cho các chuỗi nông sản hoạt động tốt và không bị đứt gãy trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai các nền tảng số để hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử postmark.vn và vỏ sò.vn. So Đến nay, toàn tỉnh đã có 33.702 hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số, 35.275 hộ đã khởi tạo tài khoản, 798 sản phẩm, trong đó có 59 sản phẩm ô cốp của tỉnh Sơn La được đưa lên sàn thương mại điện tử. Tính riêng từ đầu năm đến nay đã phát sinh 23.500 đơn hàng được giao dịch trên sàn thương mại điện tử. Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Sơn La đang nỗ lực triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 bằng nhiều giải pháp, khắc phục mọi khó khăn đảm bảo quyền lợi cho người dân. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, lực lượng công an Sơn La đã thu thập, đồng bộ, duy trì làm sạch trên 1,3 triệu thông tin công dân trên địa bàn tỉnh, đã cấp trên 955.000 căn cứ công dân gắn chip cho các công dân đủ điều kiện, hướng dẫn kích hoạt trên 64.000 tài khoản định danh điện tử cho công dân. Bên cạnh đó, hiện nay hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Sơn La đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác thông tin công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Với sự nỗ lực quyết tâm cao, Công an Sơn La phấn đấu sẽ sớm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ cấp căn cứ công dân cho 100% công dân đủ điều kiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đến 06, thực hiện thắng lợi công tác chuyển đổi số, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, tỉnh Sơ La đã đầu tư gần 186 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện đảm bảo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.400 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc với hơn 282.300 lượt người tham dự. Thực hiện việc nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã thực hiện theo phương châm bố tại chỗ. Chỉ đạo đôn đốc thực hiện các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp giữa lực lượng công an với các ban ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn toàn tỉnh và tổ chức hiệu quả ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tranh thủ phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Quý vị và bạn vừa theo dõi phần tin tức, tiếp tục chương trình chào ngày mới sáng nay. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, cha là người đã âm thầm hy sinh cả thanh xuân để lo cho các con nên người, luôn bảo vệ con cái theo cách riêng, không hay nói những lời yêu thương nhưng lại luôn dành cho con những tình yêu vô bờ bến và anh Lò Văn Tỉnh ở tổ 2 phường Triềng Cơi, thành phố Sơn La là một người bố như vậy. Anh đã thay người vợ không may qua đời chăm sóc nuôi dưỡng ba con nhỏ bằng tất cả tình yêu thương của mình. Nhân ngày của cha hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện này. Từ khi vợ mất, một tay anh tỉnh chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho ba con nhỏ trong gia đình. Mặc dù không được khéo léo tỉ mẩn, nhưng anh tỉnh luôn chăm sóc con cái bằng tất cả tình yêu thương một ngày của anh bắt đầu từ sớm, chăm lo vệ sinh cá nhân cho các con, chuẩn bị đồ ăn, quần áo, rồi đưa các con đến trường trước khi bắt đầu công việc thợ xây của mình. Vắng mẹ nhưng trong ngôi nhà nhỏ còn nhiều thiếu thốn, luôn có bàn tay chăm sóc, tận tình và tràn ngập tình yêu thương của người cha. Bây giờ thì cũng như mình gánh vác cả gia đình nuôi các con ăn học, rất khổ, bây giờ chả biết làm thế nào. Bây giờ mình chỉ nhìn ba đứa con để mà mình lấy sức để mà đi làm. Tuy thiếu mẹ nhưng mà vẫn còn bố thì mình phải cố gắng. Coi như về nhà nhìn thấy các con thì là có động lực để mình có sức khỏe mình đi làm, để kiếm tiền nuôi các con. Không để ba con nhỏ có cảm giác thiếu vắng mẹ anh tỉnh luôn cố gắng làm mọi việc trong nhà thật tốt luôn quan tâm gần gũi để các con luôn có được sự chăm sóc tốt nhất dù gia đình rất vất vả thiếu thốn thu nhập từ việc làm thợ xây thường không ổn định nên anh tỉnh luôn tranh thủ làm thêm các công việc khác để có thêm thu nhập cảm nhận được sự vất vả của bố khi phải một mình gánh vác lo toan cho gia đình con gái lớn lò thúy phương ngoài việc chăm sóc trông nom hai em nhỏ cũng đã đi làm thêm để giúp bố bớt đi phần nào vất vả khi mẹ mất em cảm thấy mình rất khó khăn một mình bố gánh vác tất cả tất cả cảm thấy bố rất là vất vả nên là em đã quyết định em đi làm để giúp đỡ bố một phần nào đó thời gian hạnh phúc nhất của anh tỉnh là khi kết thúc công việc bốn bố con quây quần bên nhau xem tivi đọc truyện nói chuyện cùng nhau mọi vất vả mệt nhọc sau những giờ làm việc nặng nhọc của anh tỉnh đều tan biến hết khi nhìn thấy nụ cười của các con dẫu còn nhiều vất vả khó khăn phía trước nhưng anh tỉnh sẽ luôn là bờ vai là điểm tựa vững chắc cho các con trên mọi bước đường có thể chưa phải là người bố hoàn hảo nhưng anh tỉnh luôn dành cho các con tình yêu thương trọn vẹn nhất đầy đủ nhất ngoài tình mẹ bao la thì tình cha cũng rất cao cả nhân ngày của cha xin dành sự tri ân lòng biết ơn và tình cảm yêu thương nhất đến tất cả những người làm cha những điểm tựa vững chắc của gia đình Vâng, ngày của cha không được biết đến rộng rãi tại nước ta. Những năm gần đây thì với sự giao thoa văn hóa, bên cạnh những dịp truyền thống như lễ vu lan báo hiếu, thì ngày của cha cũng dần trở nên quen thuộc với mọi người. Đây là dịp để con cái thể hiện tấm lòng hiếu kính đối với người cha của mình. Nhân dịp này xin được chúc cho những người làm cha, làm bố sẽ có thật nhiều sức khỏe, luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình, là tấm gương cho các con noi theo. Khép vào nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, mời quý vị cùng đến với Việc Tốt Mỗi Ngày. Thưa quý vị và các bạn, tuy không sinh thành và nuôi dưỡng, nhưng từ những người hoàn toàn xa lạ, bằng tình cảm yêu thương và trái tim nhân ái, những cán bộ hội phụ nữ các cấp đã nhận đỡ đầu những trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn để giúp cho các em vơi đi những khó khăn và bù đắp những thiếu thốn trong tình cảm. Đó là mục tiêu của chương trình Mẹ Đỡ Đầu, một sáng kiến của Hội Liên Phụ Nữ Việt Nam đang triển khai và nhân rộng suốt hai năm qua là cặp mẹ nuôi và con tiêu biểu của tỉnh Phú Yên ra thủ đô tham dự trại hè Hoa Hướng Dương dành cho 100 cặp mẹ đỡ đầu và trẻ mồ côi của chương trình Mẹ Đỡ Đầu. Thiện và mẹ tình đã có những ngày hè vui vẻ, ý nghĩa bên nhau. Nhưng mà khi mẹ con mất thì cô đã mẹ thương con như là mẹ, mẹ ruột của mình. nữa, Mẹ thường giúp đỡ con nhiều chuyện đó, cho nên con rất là yêu thương mẹ. Cảm như là mẹ con thôi, như cần gì khi mà nó, 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 buồn hay nó vui gì nó cũng giờ lại nói với mình. Mình cũng lúc nào cũng cứ lúc nào mà có việc gì là mình cũng kêu nó với anh. Sau gần 2 năm, trên toàn quốc chương trình mẹ đỡ đầu đã hỗ trợ chăm sóc cho hơn 19.000 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và ngày càng được sự quan tâm về nguồn lực của các tổ chức đơn vị để những trẻ em không may mắn có thêm những sự động viên thiết thực. Sẽ tiếp tục tiên truyền lan tỏ cái giá trị ý nghĩa của chương trình đến cộng đồng xã hội để làm sao được mọi người chung tay cùng thực hiện cái chương trình nó có hiệu quả hơn, nó chất lượng hơn với tình cảm, sự quan tâm gắn bó như ruột thịt, nhiều mẹ đỡ đầu là các cán bộ hội phụ nữ ở địa phương đã giúp những trẻ mồ côi vốn nhút nhát, tự ti về hoàn cảnh được bù đắp phần nào về cả vật chất và tinh thần. Các em đã dần trở nên mạnh dạn và tự tin vươn lên hoàn cảnh. Mẹ của cũng hay uh, uh, quan tâm đến ba anh em, với lại cũng thường xuyên vào nhà để để hướng cho con nó có một cái môi trường và một cái tuổi thơ dù rằng là nó không được chọn vẹn bằng các bạn cùng trang nữa nhưng cũng được rằng là một phần nào đấy để về sau này cháu nó có một cái tuổi thơ đẹp. Chúng tôi cũng đã xây dựng cái chương trình đồng hành cùng con và chúng tôi triển khai lan tỏa tới tất cả các cấp hội phụ nữ trong toàn thành phố. À, đến thời điểm bây giờ thì à, các cấp hội phụ nữ trong toàn thành phố chúng tôi cũng đã đỡ đầu được 1.183 cháu với tấm lòng nhân ái đó và sự sẻ chia chân thành, các mẹ đỡ đầu là những cán bộ hội phụ nữ đã thực sự trở thành những điểm tựa đầy yêu thương của các con mồ côi, xoa dịu nỗi đau mất người thân và chắp thêm đôi cánh để các con tiếp tục nỗ lực vươn lên mạnh mẽ như những đóa hoa hướng dương. Vâng thưa quý vị, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần Tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Những câu thơ ấy đã phần nào nói lên công trang nghĩ mẹ, dù khó khăn vất vả đến đâu, nhưng cha mẹ vẫn luôn là những người dành toàn bộ sự yêu thương và đùm bọc cho con cái, luôn là những người vị tha nhất trong những nỗi lầm của con. Chúng ta hãy dành những sự trân trọng nhất cho cha mẹ của mình, vì đạo hiếu vẫn luôn là nền tảng, truyền thống, tình cảm và là đạo lý làm người của người Việt Nam. Tới đây thì chương trình chào ngày mới sáng nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt.